Hello, chào tất cả các anh chị thân mến. Thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn để giải thích cho các bạn hiểu về cái việc mà lên cái kế hoạch cho cái việc giao dịch và đầu tư. Thì ở cái video ở phía trước, ở đây nếu các anh chị nào mà chưa xem cái video ở cái phần 1 á, thì các bạn hãy nên xem cái video này. Và cái phần 2 này thì tôi sẽ giải thích cho các bạn rõ hơn cái việc mà các bạn lên kế hoạch cho đầu tư. Hồi nãy cũng có một cái bạn, người này thì những anh em chơi thân với nhau thôi. Bạn ấy có hỏi tôi là: anh ơi, bây giờ em nên làm như thế nào? Tức là trong giai đoạn vừa rồi thì bạn này follow theo một cái bạn KOL, mình xin phép là không nhắc tên. Thì các bạn ấy lướt khá nhiều altcoin, low cap tại những cái vùng mà Bitcoin nó nằm ở phía trên này này. Khi tại thời điểm mà thị trường nó đang ở giai đoạn sóng đi lên này các bạn này, thì họ kiếm rất là tốt, gần x2 tài khoản luôn cơ, x2 tài khoản. Nhưng mà cái giai đoạn này này, tới bây giờ này này, thì bây giờ là tài khoản đang bị âm gần 50% tài khoản, âm gần 50% đấy. Thì bạn ấy hỏi tôi là: bây giờ anh ơi, em nên thoát ra hay là cắt, là thấy bây giờ không biết làm như thế nào, nên anh cho ý kiến. Thực ra trong đầu tư các bạn, tôi khẳng định với các bạn là không ai chắc chắn một cái điều gì đâu. Cái quan trọng là các anh chị phải biết lên kịch bản và cái kế hoạch cho cái việc các bạn giao dịch, lên kịch bản và kế hoạch các bạn dự phóng về thị trường. Thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn cái trường hợp của ngày hôm qua này. Đây, thì những anh chị nào mà xem cái video ngày hôm qua, tôi có cái dự phóng, có cái kế hoạch tại một cái giai đoạn này, giai đoạn mà thị trường nó khá là nhạy cảm. Đấy, ngày hôm qua rất nhiều anh chị các bạn nghĩ đây là một cái vùng hỗ trợ cứng, và về đây các bạn mua lên. Thì tôi nói các bạn là gì, hãy thận trọng. Sẽ có rất nhiều bạn smart trader, các bạn ấy sẽ cân nhắc, các bạn sẽ mua mua tại cái vùng này, và các bạn stop loss ở tại dưới vùng này. Đấy, và các bạn sử dụng đòn bẩy khá lớn. Thì tôi nói các anh chị này, khi các bạn phân tích kỹ thuật, những cái đội làm giá, những cái người khác, tức là những trader khác họ cũng phân tích, đó là chuyện bình thường rồi. Những cái team MM, những cái team market maker, thì họ vẫn biết các bạn đang suy nghĩ gì. Những cái data các anh chị vào lệnh mà trong sàn giao dịch, người ta nắm được hết, các anh chị. Thế thì khi mà họ nắm được như vậy, có dữ liệu hết trơn các bạn, bao nhiêu người đang long, bao nhiêu người đang short, thì chỉ cần một cái hành động làm giá như thế này là họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Các bạn lên kế hoạch, các bạn sẽ cần phải rất là thận trọng. Tại vùng này nếu như mà nó có cái sóng hồi thì lúc đó mình mới vào. Còn bây giờ các anh chị thấy này, cái vùng này nó đâu có sóng hồi đâu, không có một cái sóng hồi nào cả. Nhưng mà hôm qua, nếu các chị nào tinh tế, các bạn thấy cái khúc này là một cái khúc rất là hay, mà rất nhiều anh chị các bạn bị đánh lừa. Giá nó xuôi xuống một mệt, bắt đầu là gì, có một cái nhịp bơm rất là nhẹ đẩy lên, khoảng tầm là gì 200 giá. Thì lúc này rất nhiều bạn bay vào hô hào mua tại vùng này. Tôi cũng có mua nha các anh chị, tôi có mua. Nhưng khi mà lên đây một phát là tôi chốt rồi. Thì tôi chỉ muốn nói các bạn, giao dịch tại vùng này khi thấy lên đây nè, mình phải ý thức mình đang đi ngược cái xu hướng. Các anh chị quan sát kỹ nè, nó đang tạo thành cái điểm đáy thấp dần, mình đang đi ngược xu hướng. Mình chỉ ăn một xíu rồi xong mình té thôi. Đấy, mình té và tôi ăn xong là tôi thoát. Thì các bạn sẽ thấy nè, tôi vẫn quan sát nha các anh chị, tôi vẫn quan sát. Nếu như thị trường nó sẽ đi về cái vùng nào, cái vùng ở đây, thị trường nó sẽ đi về cái vùng này, mình sẽ quan sát chứ. Đấy, các bạn thấy, đi về cái vùng này. Đấy, thì về vùng này mà nó đã rơi như thế này, các bạn biết rằng này, rơi về đây là có rất nhiều anh chị các bạn dựa vào cái vùng hỗ trợ, cái vùng trước đây, và các bạn thấy rơi qua tiếp. Đấy, nên là tôi nói các anh chị nè, các bạn đừng bao giờ nghĩ giá nó đã xuống thấp lắm rồi, không thể xuống được nữa đâu, hoặc là giá nó đã cao lắm rồi, không thể nào là tăng nữa đâu. Đừng sai lầm. Và các anh chị thấy là giống như cái bạn đó, họ hỏi tôi bây giờ phải làm sao. Thì thực ra các anh chị để ý kỹ, nếu mà các anh chị đầu tư, nếu mà các anh chị giao dịch, các bạn không có cái chính kiến của các bạn, các bạn không có cái sự chuẩn bị, các bạn cứ đi theo những cái người ta gọi là chia sẻ ở bên ngoài mà các bạn không có chính kiến, thì rất là nguy hiểm. Và các anh chị thấy này, cái lợi nhuận các bạn kiếm được ở đây nó đều vô nghĩa.
Thông thường tôi để ý là rất nhiều anh chị các bạn chỉ tập trung vào cái việc kiếm tiền, nhưng mà các bạn không tập trung vào cái việc là giữ tiền. Các anh chị thấy có những thời điểm các bạn nên ngồi ngoài thị trường. Các bạn lưu ý này, ở đây là những cái tư duy. Và tôi chỉ nói các bạn là các bạn có cái sự chuẩn bị để các bạn nhìn thấy vấn đề. Ví dụ những cái đồng ATOP này, nó đang đi ngược xu hướng của Bitcoin. Đấy, buổi sáng lúc mà Bitcoin có nhịp hồi nhẹ thì sao? Tôi có vào vùng này, tôi ăn được 5%. Nhưng khi nằm ở trên này rồi thì tôi có một cái lệnh short nhẹ. Thực ra các anh chị lưu ý, giai đoạn này các bạn chỉ đi trong những cái khung thời gian nhỏ và những cái tư duy này rất là hay. Tôi cũng học được, tôi cũng chia sẻ cho các bạn. Các anh chị để ý kỹ này, trong cái khung nhỏ thì nó tạo thành những đỉnh đáy cao dần. Khi mà về vùng này là tôi thấy có dấu hiệu bất thường. Bitcoin giảm rất là nhiều nhưng mà cái đồng ATOP này nó giữ giá rất là tốt. Thì sao tôi có vào? Và trên tại cái vùng này này các bạn, lúc mà về đây thì tôi thoát rồi. Và các anh chị để ý kỹ này, đây là một cái vùng rất là hay, nó tiếp tục tạo những cái đỉnh đáy thấp dần. Và tôi có vào một cái lệnh ở đây. Đó, các anh chị thấy. Và bây giờ nó xuống đây nó cũng lời được khá khá rồi. Thế bây giờ câu chuyện của mình làm sao? Mình có thể nào mình ăn nhiều không? Thực ra là có. Các anh chị thấy Bitcoin đang gọi là khá cực đoan. Thì câu chuyện này nó khả năng nó giảm xuống rất là cao. Oncoin hầu như sẽ tiếp tục đi theo Bitcoin. Và đặc biệt là cái đồng ATOP này. Thế thì mình sẽ có những cái chiến lược. Chiến lược là gì? À, khi mà tôi đã vào một cái điểm khá thuận lợi ở đây rồi, tôi chấp nhận rằng là gì? Bây giờ tôi đã dịch chuyển cái lệnh của mình về cái điểm hòa vốn. Tức là mình vào tại cái vùng giá này, mình chấp nhận rằng là gì? Giữ. Và rằng là gì? Tôi sẽ target tại những cái vùng ở bên dưới này. Ít nhất các bạn biết rằng là cái lệnh này nhé, bây giờ là chỉ có từ hòa đến thắng mà. Cái stop loss của tôi lúc trước là nó nằm ở vùng này, cái đáy, cái đỉnh ở trên này các bạn này. Thì bây giờ cái lệnh này á, đây tôi sẽ vẽ ra cho các bạn thấy cái lệnh này này, tôi đã mua về rồi. Tức là gì? Cái lệnh này nếu mà so với stop loss thì ít nhất rằng là gì, nó phải là gần x3. Khi mà mình dời cái điểm SL về đây rồi, ok, nếu lên thì tôi chấp nhận hồi vốn. Thì nếu mà nó đi xuống đúng cái trend thì là gì, mình cũng kiếm được một khoản khá khá. Tức là các bạn phải lên cái kế hoạch cho cái việc các bạn nếu như thị trường nó đi downtrend, mình hãy tận dụng những cái đồng coin nó đi ngược với Bitcoin. Và các bạn lưu ý này, các bạn nhớ không chắc chắn một điều gì các anh chị. Trong thị trường này các anh chị đừng có bao giờ nghĩ rằng là gì, à giá nó không có thể nào lên lại vùng này. Đây là những cái tư duy sai lầm của rất nhiều bạn thả rông. Ví dụ như việc của tôi stop loss tại vùng này, tôi vào lệnh tại cái vùng này bởi vì nó tạo ra những đỉnh đáy thấp dần. Khi mà mình nhìn thấy những cái vấn đề như vậy thì mình cứ tiếp tục là gì, mình dời về cái điểm hòa vốn, mình đi theo cái xu hướng. Thực ra tổng thể là cái đồng ATOP này, cái xu hướng chính của nó vẫn là gì, đang hồi phục lại. Nhưng với Bitcoin đi như thế này thì rất là khó. Thế thì các bạn phải có những cái kế hoạch như vậy. Thì các anh chị lưu ý này, thông thường rất nhiều bạn bị sai lầm ở cái này này. Các bạn không có một cái kế hoạch, các anh chị không có một cái stop loss, các bạn không có cái sự chuẩn bị cho cái việc là các bạn giao dịch, và các bạn không tính toán được cái khoản được mất. Các anh chị để ý kỹ nha. Thực ra tôi cũng có một cái kế hoạch cho cái việc big short ở tại cái vùng này, nhưng mà nó đang không như kỳ vọng. Ví dụ ở đây này, tôi thấy tại vùng này các bạn, tôi vẫn có một cái kịch bản cho giá nó sẽ đi lên tại cái vùng này, vùng này tạo thành cái mô hình vai đầu vai. Thì lúc này rằng gì, tôi có một cái kế hoạch cho để big short, tức là vùng này sẽ phân bổ một ít vốn cho cái việc short. Còn nếu tại vùng này thì nó rơi thôi, bó tay. Các chị hiểu vấn đề không ạ? Tức là mình phải có cái kế hoạch chuẩn bị. Các chị chịu khó xem lại những cái video trước của mình á, các chị cần phải quan sát cái khung thời gian đến tuần, nó vẫn đang đi trong cái xuống giảm mà. Và các bạn đừng có bao giờ gọi là ảo tưởng là nó sẽ lên. Các bạn cần phải quan sát tại từng khung. Với cách của mình là mình sẽ chia ra tại những cái vùng, mình chia ra chứ mình đâu có kiểu là ảo tưởng được các bạn. Các bạn đừng có ảo tưởng, hãy thực tế nhìn nhận vấn đề. Bây giờ cái nến tuần như thế này, nến tuần bắt đầu đi vào xu hướng sắp xác nhận xu hướng giảm rồi các bạn này. Đó, còn các cái khung mà 7 ngày hay gì đó, ví dụ như khung mà 4D rồi gì là đã đi vào xu hướng giảm rồi. Đấy. Thế thì cái việc của mình là gì? Mình cần lên kế hoạch để mình chuẩn bị cho một cái giai đoạn sắp tới. Giai đoạn sắp tới là giai đoạn gì? Các anh chị để ý kỹ nha. Đây là cái sự chuẩn bị của các bạn ngay từ bây giờ đấy các bạn. Sẽ có một cái nhịp dần 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 ở chỗ này. Và câu chuyện là có thể hết năm hoặc là ít nhất là gì, sang quý 3 thì có gì bắt đầu một cái dấu hiệu mới. Chứ bây giờ vào lệnh nó phải là cách thông minh. Ngồi yên cũng tạo ra rất nhiều giá trị. Ngồi yên các bạn là gì, các bạn học tập này, các bạn nâng cao kiến thức này, các bạn rèn luyện kỹ năng giao dịch này.
Các anh chị đừng xem thường những cái cơ hội như thế này các bạn. Tư duy của các anh chị, rất nhiều anh chị các bạn sai lầm này. Tôi chỉ nói các bạn, các bạn chỉ cần làm đúng cái điều này thôi này, là các anh chị sẽ học được rất nhiều thứ. Các bạn đừng có đem nhiều tiền. Các bạn hãy lên kế hoạch cho tôi nhé. Ở đây, các bạn hãy lên kế hoạch cho tôi là gì các bạn? Nếu các anh chị đang có là gì các bạn, có 10.000 đô hay gì, thì các bạn có thể dành ra là gì khoảng tầm 500 đô thôi. Các bạn 500 đô thôi. Đây, 500 đô. 500 đô thôi. Các bạn hãy, có thể rằng là gì, các bạn hãy giao dịch, nhưng các bạn phải thống kê. Các bạn hãy làm sao tài khoản giao dịch này, các bạn đừng đặt mục tiêu về tiền, mà hãy đặt mục tiêu là gì, mình rèn luyện kỹ năng. Và các bạn hãy làm sao rằng là gì, một cái lệnh giao dịch của các bạn, các bạn stop loss nó khoảng tầm từ 1% đến 2%. Mình không đặt mục tiêu về tiền mà. Từ 1 đến 2%. Và các bạn hãy làm sao giao dịch cho tôi trong 500 đô này, các bạn hãy làm sao giao dịch được 100 cái lệnh giao dịch. Nhớ là 100 lệnh. 100 lệnh nha các bạn. Tôi khẳng định là hầu như rất nhiều anh chị các bạn không kiên nhẫn làm được điều này. Nếu như các bạn có cái sự kiên nhẫn đó các anh chị, tôi khẳng định các bạn học được rất là nhiều khi các bạn hoàn tất được cái bài tập này. Bởi vì khi mà các bạn giao dịch được 100 lệnh đó, các bạn sẽ học được rất nhiều thứ. Tôi ví dụ các bạn này, các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là gì, à mô hình nào nó thuận lợi để mình vào lệnh. Tôi sẽ nhìn thấy được rằng à, nó có một cái mô hình rất là rõ ràng trong cái khung nhỏ. Và việc của tôi là gì, tận dụng cái khung nhỏ để ăn trong cái khung lớn. Các bạn hãy tưởng tượng này, tôi sẽ vào lệnh theo cái khung là 5 phút và 15 phút. Khi nó đã tạo những cái đỉnh đáy và dấu hiệu của việc là gì, ủng hộ của Bitcoin, thì rằng là gì, cái vùng này tôi không dám vào. Bởi vì vùng này nó chưa có cấu trúc các bạn. Nhưng khi nó giảm về đây và nó lên đây và nó không có dấu hiệu tăng nữa, đỉnh này tôi cũng chưa vào này. Tôi vào tại cái đỉnh này các bạn này. Và tôi stop loss tại đây. Khi mà như vậy xong thì các bạn thấy rằng là gì, với những cái mô hình như thế này thì thông thường rằng là gì, tôi phải quan sát Bitcoin. Nếu mà Bitcoin mà nó đang tăng các anh chị, thì các bạn vào đây là sai lầm. Nhưng nếu như mà Bitcoin nó đang giảm, đấy, Bitcoin đang giảm, các anh chị để ý kỹ nhé. Thực ra nếu những anh chị nào mà biết về phân tích kỹ thuật á, cái việc mà cái lực rơi của Bitcoin mà nó về, nó tạo thành một cái vùng RSI đi dưới 20% như thế này, thì các bạn đừng có mơ câu chuyện nó Bitcoin lên liền. Không có đâu các bạn. Không có cái việc mà các anh chị sẽ không thấy cái chuyện mà lên như vậy đâu. Các bạn đi kiếm khắp cả cái đồ thị của Bitcoin đi. Các bạn đi kiếm đi. Các anh chị đi, các bạn đi kiếm, kiếm hết đi. Không có câu chuyện đó đâu các bạn. Nhớ nha, câu chuyện là khung thời gian 1 giờ mà nó rơi như thế này này. Và RSI tạo thành cái vùng này các bạn. Thì không có câu chuyện mà đi lên thẳng như này đâu. Mình cần phải tìm những đồng coin mà trong giai đoạn Bitcoin nó rơi mà nó không có rơi. Thì tôi quan sát rất là nhiều cái đồng atop này. Đó, trong giai đoạn Bitcoin rơi thì nó tăng. Các anh chị thấy không ạ? Quy luật đó là on-coin nó sẽ luôn đi theo Bitcoin. Sẽ rất là khó. Các bạn nhớ lưu ý nha. Tôi dùng từ rất là kỹ và cẩn thận để các bạn không có bị dấu nhầm. Tôi nói là sẽ rất là khó, tức là vẫn có khả năng. Sẽ rất là khó cái việc là những on-coin, đặc biệt là những cái coin top như Aptop mà nó bay ngược với Bitcoin. Hiếm lắm các bạn. Đây là có thể là một cái câu chuyện đẩy lên, một số nó chốt tại đây, còn sau đó là gì, câu chuyện nó sẽ rơi tiếp. Mình có thể ăn trên cái khung thời gian lớn bằng cách mình kiểm soát ở cái khung thời gian nhỏ. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Cái sự tỉnh táo, cái sự tin ân, cái sự lên kế hoạch. Các bạn chịu khó lên cái kế hoạch giống như hồi nãy tôi chia sẻ 100 cái lệnh đó. Các bạn sẽ tận dụng được. Các chị hiểu vấn đề không ạ? Các bạn chịu khó làm cho tôi đi, thì các bạn sẽ học được rất nhiều những bài học nó giá trị, mà không thể nào một cái lớp học nào có thể chia sẻ được cho các bạn đâu. Kết quả các anh chị nó đến từ cái việc các bạn rèn luyện. Cái kết quả nó đến từ cái việc rằng là những bài học á, các bạn phải học được từ những cái lệnh giao dịch đó, các bạn rút kết, đúc kết ra. Chứ không phải rằng là gì, các bạn xem xong cái video của tôi là các bạn đã nắm được bí quyết rồi. Không phải các anh chị. Cái chiến lược giao dịch của các bạn, cái kế hoạch giao dịch của các bạn, nó phải được thực hiện, nó phải được backtest trong một cái quá trình dài. Và thông qua một cái quá trình như vậy, các bạn sẽ biết được rằng à, tại những mô hình, tại những dấu hiệu nào mình cần giao dịch như thế nào. Và giao dịch các bạn lưu ý, tức là gì, các bạn phải có một cái hệ thống mà tức là khi A thấy A thì các bạn biết chắc rằng là gì, B nó sẽ xảy ra, xác suất rất là cao. Cứ vậy, khi mà thấy A thì chắc các bạn dự đoán khả năng rất là cao là B nó sẽ xảy ra. Và cái việc của các bạn là gì, kịch bản để diễn theo cái thằng B này. Đây là một cái mà các bạn lưu ý là
đừng bao giờ là gì, các bạn tự tin là thị trường nó không đi ngược với những cái dự đoán của các bạn nghĩ. Đừng bao giờ các bạn. Các bạn chắc chắn sẽ học được rất nhiều những bài học rồi, đúng không? Anh chị nhìn thấy ví dụ như các bạn nghĩ rằng là gì, giá nó đã tăng cao lắm rồi. Nó đã tăng cao lắm rồi. Ví dụ thấy lên đây, à nó đã tăng cao lắm rồi. Tại vùng này là gì, cứ sọt xuống. Và sau đó là cái gì, nó cứ lên. Đó, ví dụ về đây các bạn lại nhồi lên, nó lại lên nữa, đang vẫn trong cấu trúc này. Nhưng chỗ này là gì, sẽ có những trường hợp đặc biệt. Mình phải quan sát Bitcoin. Bitcoin nó đang rơi thì Oncoin nó sẽ rơi theo thôi. Đâu có chuyện mà Bitcoin mà rơi mà Oncoin mà đặc biệt coi top, ví dụ như là nó thăng đột biến được. Và nhiều bạn cũng đặt câu hỏi là gì, tại sao tôi lại lựa cái đồng Atop? Mà ví dụ như các bạn để ý kỹ như Son là gì, nó đã rơi một cái khoảng dài rồi. Bây giờ mình đâu có dạy mình vào nó nữa các bạn. Các anh chị hiểu vấn đề không ạ? Tức là nó đã rơi rất là dài, các anh chị thấy Son nó đã rơi một khoảng rất là dài. Đấy. Nhưng mà Atop rằng là gì? Nó chưa có rơi. Các anh chị thấy không? Ở đây là mình không phải đi ngược xu hướng, mà là mình phải có những cái phân tích. Các bạn đừng có đầu tư, đừng có giao dịch theo cái kiểu mà cứ cắt lên là buy, cắt xuống là mua. Thì nếu các bạn hiểu được những cái điều mà tôi đang chia sẻ, thì các bạn sẽ có một chiến lược rất là tốt trong cái việc các bạn trading và đầu tư. Và thông thường người ta thua các bạn là các bạn không chịu stop loss. Hãy có stop loss. Stop loss trong cái ngưỡng các bạn cho phép, cái ngưỡng các bạn chấp nhận rủi ro. Nên các bạn cần phải tính toán là mình phải cân nhắc, mình phải tính toán được cái lợi nhuận, cái khoản mà gì mình phân bổ. Để sao? Để khi mà thị trường nó đi đúng như cái kịch bản của mình thì không sao. Nhưng mà nếu đi sai với cái dự phóng của mình thì không sao cả. Mình vẫn giữ được tiền, mình tạo ra được lợi nhuận. Thế nên đó là cái thứ mà các anh chị cần phải biết mà các bạn tận dụng. Và các anh chị lưu ý này, ví dụ như là gì, tôi vào điểm này nó đang rơi như này nhưng cũng không có nghĩa rằng là gì nó không quay lại. Nên việc của mình là gì? À bây giờ mình sẽ di chuyển theo cấu trúc. Một cái vùng này là một cái vùng mà tôi cũng có thể chốt lời tại đây rồi các bạn ạ. Bởi vì khi mà về tại vùng này là giá thông thường nó sẽ có cái sự phản ứng. Nếu về đây vẫn có thể chốt lời được rồi, ăn được vậy đủ. Còn không thôi rằng là gì, nếu các bạn là gì tự tin rằng thì cuộc chơi mà nếu mà muốn gồng thì sao, ok vẫn giữ được. Bởi vì quy tắc này, các bạn có thể dời stop loss đi xuống, nhưng các bạn đừng bao giờ dời stop loss đi lên. Các bạn hiểu vấn đề không? Thực ra là gì, tôi rất là mong muốn chia sẻ những cái kiến thức này. Tôi cũng có hướng dẫn khá nhiều bạn, nhưng tôi kiến thức các bạn. Có rất nhiều bạn, các bạn đang có một cái tư duy như thế này, là các bạn cứ nghĩ rằng các bạn học ai đó giỏi là các bạn thành công. Thực ra đó chỉ là một cái yếu tố thôi. Còn một cái yếu tố nữa là phụ thuộc vào cái khả năng các bạn rèn luyện, phụ thuộc vào là gì, cái tuệ, cái tố chất của từng bạn nữa, phụ thuộc vào cái sự kiên định, phụ thuộc vào cái việc là gì, các bạn cần phải thực sự đào rất là sâu, đào sâu, học rộng. Chứ không phải rằng là gì các bạn cứ xem theo kiểu cởi người xem hoa. Tôi thấy rất nhiều anh chị các bạn rất là chịu khó học. Các bạn xem rất là nhiều những cái kênh YouTube. Các bạn gọi là đi học nhiều lắm. Nhưng mà rất ít anh chị chịu khó ngồi nhìn nhận và học. Và thật sự gì đào sâu, bách test. Những anh chị nào mà các bạn đang follow cái kênh của tôi á, thì tôi chỉ cho các bạn một cái bài tập này. Đó, hồi nãy tôi nói. Và nếu như các bạn mà chịu làm được các anh chị, các bạn chịu làm á, thì tôi khẳng định với các bạn là gì, cái kết quả của các anh chị nó khác lắm, nó sẽ khác. Và các bạn chắc chắn rằng là gì, các bạn sẽ tận dụng được những cái cơ hội. Các anh chị lưu ý một điều này các anh chị này, thị trường á, các bạn sẽ bị động chỗ này này. Rất nhiều anh chị tôi thấy các bạn đang bị cái này này. Bản thân tôi ngày trước cũng vậy các bạn. Tức là các bạn chỉ tận dụng được, các bạn chỉ ăn được khi mà thị trường nó uptrend thôi. Còn downtrend hầu như số đông các bạn trả lại tiền cho thị trường. Nhưng có khi nào các bạn đặt câu hỏi này, ở đây tôi chỉ gợi ý cho các anh chị thôi nha, tôi không có khuyến khích, tôi không khuyến cáo, nhưng tôi chỉ đặt câu hỏi cho các bạn thôi. Các anh chị thấy rằng là gì, cái thị trường mà nó đi lên như thế này các anh chị này, uptrend ấy, nó có xu hướng, thì nó có khác gì với cái thị trường đi xuống này không? Câu trả lời chắc chắn là sẽ có, nhưng mà các bạn sẽ tìm những cái điểm mà tương đồng. Nếu như các bạn mua spot tại giai đoạn này thì chắc chắn không kiếm lợi nhuận được. Nhưng nếu như các bạn có kỹ năng, tôi dùng từ là các bạn có cái kỹ năng giao dịch thật sự, nhớ kỹ những điều tôi chia sẻ nha các bạn. Nếu các bạn có cái kỹ năng giao dịch thật sự, thì tôi chỉ nói với các bạn rằng là gì, các bạn tận dụng được trong cái giai đoạn thị trường nó như vậy, các bạn tận dụng được. Chứ không phải là không, các anh chị hiểu vấn đề không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể tận dụng được. Nên rằng là gì, cái việc mà các bạn tận dụng được á,
thì các bạn sẽ gọi là các bạn nắm bắt được thôi. Chứ đâu có vấn đề gì đâu mà các bạn hiểu vấn đề không ạ? Và cái này nó phụ thuộc vào cái kỹ năng giao dịch, kỹ năng trading của các bạn. Và cái chỉ lưu ý này, để có thể có một cái kết quả gì đó thì các bạn sẽ cần luyện tập trong một thời gian rất là dài, một quá trình rất là dài. Không thể nào mà trong một sớm một chiều đó các anh chị. Tôi thấy rất nhiều anh chị là các bạn gọi là các bạn rất là vội vàng, các bạn ăn xổi, các anh chị là gì, các bạn cứ mong muốn làm giàu nhanh. Thì tôi chỉ nói với các bạn là đầu tư tài chính các anh chị, một quá trình nó dài, dài lắm. Và thực sự các bạn phải làm sao yêu cái công việc đầu tư này, yêu cái việc phân tích đồ thị, yêu cái việc là gì, các bạn bày binh bố trận trong đầu tư. Các bạn hiểu về, mà ví dụ ở đây những anh chị nào mà biết đánh cờ tướng này, cờ vua này, thì các bạn sẽ có lợi thế rất là nhiều trong cái việc các bạn trading và đầu tư. Các bạn hãy áp dụng những cái kiến thức đó vào trong cái việc các bạn tính toán, áp dụng trong trading và đầu tư. Các anh chị thấy là gì, để một cái đường đi nước bước trong một cái bàn cờ, các bạn cần tính toán rất là kỹ. Nhưng mà tôi thấy là khi mà các anh chị, các bạn vào giao dịch, các bạn vào đầu tư, hầu như các bạn không tính toán gì hết trơn. Các bạn có khi nào các bạn tính toán nếu như cái vùng này các anh chị mua vào, tôi ví dụ như các bạn nhé, đừng có bay vào bắt giao rơi nha. Ví dụ vùng này các bạn mua vào, nếu như rằng giá nó tiếp tục đi xuống, các bạn sẽ làm gì? Tôi thấy số đông là các bạn không dự đoán, không dự phóng, không chuẩn bị cho cái việc thị trường nó đi ngược với cái nhận định của các bạn. Và đó là lý do tại sao các bạn đu đỉnh. Một cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ vào họ chưa vội, họ tính lợi nhuận đó các bạn, mà họ sẽ dự phóng trước. Nếu thị trường mà đi ngược thì mình sẽ thiệt hại bao nhiêu? Mình có nên vào cái lệnh giao dịch này không? Cơ hội này có thực sự đẹp không? Tại sao mình lại vào một cái cơ hội nó không thật sự rõ ràng? Tại sao mình lại vào một cái cơ hội nó không có đẹp? Các anh chị hiểu vấn đề không? Tại sao lại như vậy? Tại sao mình lại mạo hiểm tiền của mình? Ở đây các bạn để ý kỹ một cái điều này nè. Tôi chia sẻ các bạn hãy để ý, các bạn hãy đào sâu. Các anh chị thấy các bạn mà ra ngoài đường, các bạn xài, các bạn mua một cái gì đó, các bạn rút ra cái tờ 500 ngàn, 500 ngàn Việt Nam đồng, nó khoảng tương đương với là gì, nó khoảng tương đương với khoảng tầm 20, hơn 20 đô, đúng không? Khoảng tầm là 25 đô. Các bạn thấy cái tờ mà Việt Nam đồng lớn nhất là 500 ngàn. Nhưng các anh chị để ý kỹ đi, các bạn vào, các bạn giao dịch, ví dụ như là các bạn stop loss, ví dụ như 1.000 đô, 2.000 đô, các bạn thấy nó nhẹ nhàng quá, bởi vì nó là con số. Các anh chị hãy tưởng tượng là nếu như stop loss này các bạn lấy ra bằng tiền mặt, các bạn rút bằng tiền mặt, các bạn đếm từng tờ, thì lúc đó các bạn mới thực sự short. Các anh chị để ý kỹ, chắc chắn các anh chị cũng hay đi ra đường, đúng không? Các bạn bị ai đó giật, ví dụ 1-2 triệu thôi, các bạn tiếc lắm, tôi biết các bạn là cay cả ngày. Nhưng mà trong giao dịch ấy, các bạn rất là hào phóng với thị trường. Nó đi ngược xu hướng của các bạn mà các bạn rất là hào phóng. Tôi thấy một cái điều rất là buồn cười ấy, các anh chị, là các bạn quá hào phóng đi. Tại sao các anh chị lại dễ dãi như vậy? Các bạn hiểu vấn đề không? Các bạn quá là dễ dãi. Các bạn là cứ theo kiểu là các bạn không biết tiết tiền. Thì tôi chỉ chia sẻ với các bạn điều này này. Thị trường tài chính này các bạn, các bạn hãy biết tiết kiệm từng đồng tiền. Và các bạn làm gì làm thì phải có kế hoạch. Cái người mà không có kế hoạch, các bạn là họ chuẩn bị cho có một cái thất bại. Đây là một cái tấm hình mà tôi rất là thích các bạn. Tôi khi mà tôi đầu tư, mà tôi đào sâu tôi hiểu các bạn. Các bạn hãy xem đầu tư giống như một cái việc các bạn là một cái người tướng, các bạn là một cái người chỉ huy. Các bạn chỉ huy cả một cái trận đánh. Cả cái tài khoản của các anh chị là cái trận đánh đó. Và binh lính của các bạn đem đi đây này. Các bạn hãy tưởng tượng ông vua, ông giao cho các bạn một cái nhiệm vụ nào đó, đi đánh trận, đúng không? Và đem theo rất là nhiều binh sĩ, đem theo rất là nhiều binh sĩ. Và các bạn thấy cái áp lực trên vai của các bạn nó rất là nặng nề, đúng không? Nếu mà thắng trận thì không sao, nếu như thua trận về chắc chắn các bạn không giữ được mạng sống. Các bạn thấy mà những cái tướng mà ra trận là chỉ có một là bỏ mạng trên chiến trường. Còn mà nếu mà đem quân mà bại trận đi về thì chắc chắn vua cũng chém đầu. Khi mà các bạn đặt các bạn vào cái trường hợp như vậy á, thì các bạn sẽ tính toán rất là kỹ lưỡng, tính toán từng đường đi nước bước.
Và cái câu nói ở đây nó rất là hay các bạn. Tức là những cái chiến binh chiến thắng thì đã biết cách là giành thắng lợi trước khi họ tham chiến. Tức là gì? Khi trước khi họ đánh trận, họ sẽ phân tích, gọi là sẽ tìm hiểu, sẽ dò la biết, gọi là đối phương bên kia là ai, đúng không? Họ sẽ có những cái chiến lược đánh như thế nào, sẽ bày binh bố trận như thế nào, và kế hoạch như thế là diễn. Trong khi những cái kẻ thất bại là gọi là ra trận trước và sau đó mới tìm cơ hội thành công. Thì các bạn có thấy mà trong những cái bộ phim ví dụ như là Tam Quốc như vậy, các bạn thấy mà gì, những cái người này giống như những cái người mà gì, họ đi hành quân đi, nhưng mà giữa đường gặp mai phục vậy đó. Tức là bây giờ là họ không có cái sự chuẩn bị gì hết trơn đó. Và các bạn thấy mà khi mà gặp mai phục á, thì lúc đó là gì, đội hình là rối lên, rối tung rối mù lên. Thì ở đây á, nếu như các bạn đang đầu tư theo cái kiểu mà các bạn không có cái sự chuẩn bị á, thì các bạn sẽ rối tung rối mù lên. Và khi mà thị trường nó đi ngược với cái dự phóng của các bạn, các bạn không biết mình đang làm gì hết trơn, và cũng không biết mình nên làm gì luôn. Tôi thấy rất là tội nghiệp. Và thực ra các bạn, trong bản thân của anh em chúng ta thì ai vào thị trường đầu tiên cũng là gà thôi. Tôi cũng vậy, tôi cũng là gà thôi. Khi mà có những cái thất bại, có những cái gọi là trải nghiệm nó đủ đau đớn thì mình phải rút ra kinh nghiệm chứ. Có nhiều anh chị sẽ nói rằng là gì, em, chiến lược của em chỉ là hâu thôi. Tôi nói các bạn, ok, em hâu đúng không? Em hâu. Thế thì sao, bây giờ hâu á? Bây giờ hâu thì lên đây phải chốt lời chứ. Thế mình phải hiểu về phân tích kỹ thuật mình mới chốt lời được. Thế bây giờ các bạn hãy tưởng tượng là hâu xong lên đây, về đây thấy phí không? Các bạn hãy tưởng tượng nếu như các bạn có cái kỹ năng về phân tích kỹ thuật thì các bạn sẽ thoát được, không thoát được tại đây nhưng ít nhất cũng thoát được tại cái vùng này. Ít nhất cũng về vùng này là phải thoát rồi. Thì các bạn về dưới này, các bạn nó dùng nó có cứ tăng lên, các bạn mua, các bạn tăng được cái số lượng coi của các bạn. Còn nếu như chỉ mà nắm giữ không thôi thì các bạn sẽ bị động, đúng không? Bị động. Các bạn phải thực sự có cái kiến thức. Thì có kiến thức thì mình mới làm được những cái điều đó. Chứ còn không có kiến thức các bạn không tận dụng được. Thị trường này, các anh chị để ý kỹ, thị trường này cuộc chơi nó sẽ luôn là như vậy. Thị trường nó sẽ cứ như thế mãi. Câu chuyện đẩy giá lên, đúng không? Sau đó rằng là gì, giai đoạn phân phối, đúng không? Phân phối, đạp xuống. Câu chuyện nó luôn vậy. Trong những cái mô hình tuần các bạn cũng thấy như thế, cuộc chơi nó sẽ là như vậy. Thị trường tài chính, các bạn nhớ, chúng ta đến với thị trường đầu tư tài chính này là chỉ là tiền. Và mục tiêu, mục đích của những cái nhóm gọi là cái người mà thao túng thị trường này cũng là tiền. Và thị trường tài chính sẽ cứ như vậy. Tôi khẳng định các bạn là sẽ luôn là như vậy. Thế nên đó là lý do tại sao mình phải có cái sự hiểu biết, mình phải có chính kiến, mình cần phải có cái sự hiểu biết thì mình mới có thể rằng là gì, tận dụng được. Nên là các bạn phải biết cách nhìn nhận vấn đề. Mọi thứ nó đến từ cái sự hiểu biết của các bạn. Nó đến từ cái sự chuẩn bị của các bạn. Nó đến từ cái việc các bạn có năng lực hay là không. Mình đừng có nghe ai người ta nói các bạn, mà mình phải đào sâu vào, mình tìm hiểu bản chất. Thì các bạn cần phải có một cái kế hoạch cho cái việc là gì, chuẩn bị cho cái đợt sắp tới. Và đừng có ngây thơ giống như cái giai đoạn vừa rồi nữa. Đấy, thì bây giờ mình cần phải làm gì? Tôi đã nói ở hai video trước rất là nhiều rồi. Tập nhìn xa một xíu các anh chị, nhìn xa vào. Nhìn xa và lên kịch bản. Nhìn như thế này thì làm gì có chuyện mà thăng lại lên liền, đúng không? Không có chuyện đó. Bây giờ thì mình sẽ lên kịch bản. Các bạn thấy là khi mà về cái vùng này nè, kịch bản nó sẽ xảy ra sao? Tôi nghĩ rằng là nó sẽ phá qua vùng này. Và câu chuyện nó sẽ cứ dùng dần ở đây. Thì hãy chuẩn bị đi các bạn, chuẩn bị đi, lúc này chuẩn bị kiến thức, chuẩn bị kinh nghiệm, chuẩn bị tầm nhìn để sao, để khi mà cái con sóng nó đến nắm bắt được. Khi cơ hội nó đến, khi con sóng nó đến các bạn không nắm bắt được, phí lắm, uổng phí các bạn. Mọi thứ nó đến từ cái việc chúng ta chuẩn bị. Mọi thứ nó đến từ chúng ta có sẵn sàng đón nhận, nắm bắt cơ hội hay là không. Thị trường nó vẫn cứ như vậy. Đấy. Thế nên là anh em để ý kỹ này, là các bạn mà có cái kế hoạch đó, thì các bạn đâu có vấn đề gì đâu. Tôi sẽ phân tích cho các bạn là nhiều người họ thiệt hại ở chỗ này, thiệt hại ở đây ví dụ này, hôm qua các bạn bay vào các bạn mua đúng không, mà thực ra các bạn để ý kỹ trong sàn đó, nó không có cái lệnh stop loss giống như kiểu mà bên chỗ forex, cũng có cái đặt lỗ nhưng mà rất ít bạn cắt lỗ đặt lệnh bên sàn, và các bạn cứ nghĩ rằng các bạn bán bằng tay nhưng các bạn trở tay sao kịp, và bên sẽ thành một cái nhóm đu đỉnh. Bitcoin trong tương lai sofa nó cũng phá qua cái vùng là gì, vùng 21.000 đô này thôi. Các bạn đợi trong bao lâu? Các anh chị hiểu vấn đề, mất bao lâu?
một khoảng thời gian dài. Và nếu như các bạn smart hơn, các bạn có thể tận dụng được tại những cái vùng tốt hơn để gia tăng được số lượng. Đấy, câu chuyện nó vậy. Các bạn tận dụng gia tăng được số lượng mà. Thế tại sao lại không? Các anh chị hiểu vấn đề không ạ? Nên khi mà các anh chị thực sự hiểu thì các bạn sẽ biết rằng à, mình nên làm gì, mình có cái sự chuẩn bị như thế nào, kịch bản đã làm sao. Các anh chị hiểu vấn đề, mình luôn có cái sự chuẩn bị. Khi các bạn có cái sự chuẩn bị, các bạn không hề lo lắng. Thì với cái video này tôi chỉ muốn nói các bạn này, đầu tư là một cái quá trình dài, dài lắm các anh chị. Thị trường nó khó thì nó mới mang đến cái phần thưởng lớn, và nó khó thì nó mới là gì, đào thải được rất nhiều người. Các bạn thấy là nhiều người đến với thị trường này bị đào thải đúng không? Thế nên là cái tư duy nó quan trọng lắm. Tư duy mà sai thì các bạn đừng có mơ các bạn sẽ chiến thắng. Tư duy mà sai thì hành động sai hết. Các bạn có thể gọi là, tôi dùng từ là không mất tiền các bạn trước đã. Thì các bạn cần phải có cái level, cần phải có trí tuệ trong đầu tư. Và trí tuệ đó nó đến từ cái việc các bạn phải rèn luyện, phải học tập, phải trau dồi liên tục. Và đó là lựa chọn duy nhất các anh chị. Không thể nào có một cái lựa chọn nào khác. Không thể nào có cái lựa chọn nào khác. Đó là lựa chọn duy nhất. Kỹ năng ứng xử, kỹ năng xử lý rất là quan trọng. Nên là khi mà các bạn biết thì các bạn sẽ thị trường đi lên đi xuống, đi như thế nào các bạn cũng tận dụng được. Đấy. Nên các bạn đâu có thấy vấn đề gì đâu. Không có vấn đề gì so với cái việc là gì các bạn xử lý. Nhìn thấy, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Đó, câu chuyện này. Để ý kỹ một cái điều này nè. Các bạn hãy chịu khó hiểu về sống hay lắm. Ví dụ như ở đây mà các bạn muốn chắc ăn, ví dụ như tôi đã dời stop loss về đây. Nếu tôi muốn giữ một phần lợi nhuận, tôi sẽ dời về một xíu đây. Tôi mong muốn ăn lớn mà. Hãy để cho, các bạn lưu ý nè. Hãy để cho những lợi nhuận nó có cơ hội chạy. Thông thường các bạn để ý kỹ nha. Đây là một cái rất là hay tôi chia sẻ cho các anh chị nè. Là thông thường là các anh chị thấy là các bạn hay bị cái này nè. Các bạn stop loss tại vùng này, xong rồi nó cứ tăng. Các bạn dời stop loss lên đây nó cũng tăng. Xong các bạn dời stop loss lên đây nó cũng tăng. Tăng, cuối cùng nó dính stop loss xong giá nó giảm. Thông thường có một số anh chị mà các bạn gồng lệnh là cái stop loss của các bạn nhiều khi là một cái khoản rất là lớn. Nhưng mà TP của các bạn không có chốt được nhiều. Chốt được có xíu à. Tức là lợi nhuận, ví dụ như 3-4 cái lệnh thắng, nó mới cover được một cái lệnh thua. Trong lúc đó đáng ra các bạn phải làm ngược lại. 3-4 cái lệnh thua chỉ cần một lệnh thắng nó cover lại được. Nên việc của mình hãy cho phép lợi nhuận nó có khả năng tăng trưởng. Hãy cho phép lợi nhuận nó có khả năng chạy tiếp. Và cái này nó đòi hỏi phải kiến thức. Mình không có cố chấp, mà mình phải có những cái cơ sở, những cái dấu hiệu. Các bạn để ý kỹ này, trong khu công nhỏ thị trường đang đi như thế nào nè, tạo nên những đỉnh đáy thấp dần đúng không? Đấy, cứ cơ hội cho nó chạy. Dời cái stop loss có thể về vùng này, giữ một phần lợi nhuận, ăn từng này cũng được. Còn không, nó sẽ tiếp tục đi xuống tiếp. Chỉ cần một cái lệnh này mà nó đi xuống, vì thế mình đang đẹp thì hãy giữ. Bitcoin mọi thứ nó đang ủng hộ. Bitcoin đang giảm mà. Đấy. Nhìn câu chuyện nhìn kiểu này mà tăng lên làm gì có. Các bạn khó lắm, chứ không có tăng lên liền đâu. Mình luôn có cái sự chuẩn bị như vậy. Thì đó là cái kịch bản đấy các anh chị. Thì các bạn chịu khó xem lại cái video mà Plan 2023 này. Lên một cái kế hoạch cẩn thận và hoàn hảo. Cái kịch bản giao dịch ấy. Thì khi mà các anh chị có cái kịch bản như vậy ấy, thì tôi tin rằng là gì, các bạn sẽ ít nha, các bạn không thua đó. Không thua thì lúc đó các bạn sẽ có cơ hội đi dài hơi. Thì đi dài hơi ấy, thì mới nói chuyện là mình có khả năng mình kiếm tiền chứ. Mình không, gọi là không có cái kế hoạch ấy, thì rất là khó. Và các bạn nhớ kỹ này, phương pháp giao dịch mọi thứ mình phải tuân thủ. Nếu như cái lệnh này mà nó lên tại vùng này thì tôi cũng không có gì tiếc nuối cả. Đó là cái kế hoạch của tôi rồi. Các bạn sẽ rất nhiều anh chị, các bạn sẽ bị tiếc. Tức là trời ơi, biết tiếc gì, chốt chỗ này mất tiêu rồi. Hoặc là chỗ này em chốt rồi. Các anh thấy hồi nãy tôi có phân tích các bạn là về vùng này có thể chốt cũng được này. Bởi vì vùng này là một cái vùng giá nó phản ứng. Muốn mà có cơ hội ăn lớn, các bạn phải nhìn lớn một xíu. Và nhìn lớn trong cái sự ủng hộ của thị trường, trong những cái thứ nó có cơ sở. Thì có cơ sở thì mình cứ việc là gì, mình nắm giữ thôi. Mình có vị thế tốt. Đó là cái quyết định của mỗi người, không có đúng sai nha các bạn. Các bạn cần phải nhìn được những cái vấn đề, nhìn ra được, có cái chiến lược và tuân thủ nó. Đừng ngồi ngắm chạc mệt lắm. Dự phóng, dự tiếp, nó vị thế đang đẹp mà. Vào trên này mà bây giờ nó xuống đấy, kệ nó. Kệ nó.
Đấy, còn nó lên này này thôi, ok không sao cả. Nhưng mà đây là cái cách mà tôi đã thắng được những cái lệnh nó nhiều các bạn. Đấy, thì thông qua cái video này tôi chỉ muốn nói các bạn hãy lên kịch bản dài hạn với cái thị trường này. Các bạn đừng có bao giờ nghĩ ra cái vùng giá nào đó là một cái hỗ trợ cứng hay gì, không có. Luôn có stop loss cho bất kỳ cái trường hợp nào. Khi có như vậy các bạn không bị đu đến. Đầu tư, các bạn chịu khó đọc những cái cuốn sách về đầu tư này. Có một cái cuốn sách đạo trading, tôi khuyên các anh chị chân thành là các bạn hãy nên đọc nó. Nhờ cái việc đọc nó các bạn, tôi hiểu hơn rất là nhiều về những cái quy luật, về thị trường, về nhân quả này, về rất là nhiều những cái thứ mà khi mà đã đi lâu thì tôi thấy rằng nó thấm lắm các bạn. Các bạn gieo kiến thức thì các bạn sẽ gặt được cái gì, thành quả. Các bạn gieo trí tuệ thì các bạn sẽ gặt hái được rất là nhiều. Còn các bạn gieo cái sự liều lĩnh, gieo cái sự vô minh, gieo cái sự không có stop loss thì chắc chắn các bạn sẽ bị đu đỉnh. Nên là các anh chị hãy chịu khó ngồi suy ngẫm đi. Các bạn đừng có vội vào giao dịch nhiều. Các bạn ngồi suy ngẫm, các bạn viết ra những cái sai lầm, rồi từ đó các bạn dần dần hoàn thiện. Thì cái kênh YouTube này các anh chị này, cái kênh YouTube này tôi dành cho những anh chị mà các bạn có chiều sâu. Chiều sâu các bạn nhìn, các bạn hiểu được chính bản thân của các bạn. Chiều sâu để các bạn có cái năng lực là gì, các bạn nhìn vào sâu bên trong các bạn. Cái năng lực các bạn biết được rằng là gì, đây là những cái điểm mà mình hạn chế, đây là những cái điểm mà là gì mình cần hoàn thiện. Thì khi mà các bạn mà nhìn sâu vào như vậy, cái kỹ năng trading và đầu tư của các bạn nó sẽ hoàn thiện nhìn theo thời gian. Các bạn sẽ thành quả tự nhiên, tiền nó về thôi. Còn nếu như mà các anh chị mà cứ đầu tư theo cách liều lĩnh, cứ đi lên nhìn xem người ta dự phóng như thế nào, anh ơi vào con nào, bây giờ em phải làm sao vân vân, các bạn sẽ cứ là người trả tiền trong thị trường này thôi. Thì cái mong muốn của tôi là như vậy. Tôi rất là mong muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn có cái định hướng đúng đắn. Đây là một cái kênh YouTube, đây là những cái video, nó mang lại cái giá trị, nó giúp cho các bạn định hình được cái cách các bạn đầu tư. Mà ở ngoài kia tôi thấy là hầu như không có một cái kênh YouTube nào nói về những cái điều này, toàn là cứ xe kèo tùm lum đủ các kiểu. Nhưng mà đó không phải là cái gốc. Cái gốc của mình là gì, mình cần phải biết thật sự mình làm gì, mình chủ động các bạn. Thì đây là cái video về cái kế hoạch giao dịch, về cái việc cái sự chuẩn bị, cái phần 2. Thì có thể tôi sẽ làm một vài video nữa, tôi sẽ nói sâu một cái vấn đề để các bạn nắm rõ đã. Chúng ta sẽ chuyển qua một số cái về phân tích, về những cái kỹ năng giao dịch. Còn cái việc chuẩn bị các bạn, cho dù thị trường đi lên đi xuống đi như thế nào, nó cũng nằm trong cái kịch bản của các bạn. Nên có một cái câu nói rất là hay là biết bày trận thì không đánh cũng thắng, biết đánh thì sẽ không thua, mà trong trường hợp biết thua cũng không chết. Thì đó là cái cách mà các bạn hãy nên áp dụng trong đầu tư crypto. Thì lúc đó tâm các bạn mới an được anh chị ạ. Rồi thì hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh chị.